Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà mình có thể chèn hình ảnh vào trong Word như thế nào nhé. Bước số 1 là chúng ta sẽ đặt con trỏ chuột tại một cái vị trí cần chèn. Sau đó bước số 2 chúng ta sẽ nhấn vào menu Insert. Trong nhóm lệnh Illustration này chúng ta sẽ chọn cái bức hình mà chúng ta muốn chèn vào. Thì ở đây có các rất nhiều các cái lựa chọn khác nhau. Ví dụ ở đây mình sẽ nói là khi mà mình muốn chèn một cái hình ảnh nào đó từ trong máy tính, có sẵn trong máy tính rồi thì chúng ta sẽ chọn mục picture. Trong mục này chúng ta sẽ đường dẫn tới cái bức hình, đúng không ạ? Cái vị trí bức hình nó nằm ở vị trí nào chúng ta sẽ đường dẫn tới cái phần đó. Sau đó chúng ta chọn bức hình và nhấn vào Insert. Để xóa cái bức hình này ở trong văn bản thì chúng ta sẽ chọn hình và chúng ta nhấn phím Delete ở trên mặt phím nhé. Trước đây thì Word có một cái tùy chọn là chèn hình từ Clip Art, tức là nó sẽ tìm ra các cái hình ảnh từ office.com, nhưng cái dịch vụ này thì đã bị ngưng lại và thay vào đó thì bạn có thể sử dụng cái Online Picture và search từ khóa. Nó sẽ tìm trên cái công cụ là Ping Image Search. Tuy nhiên thì cái hình ảnh search trên Ping thì nó cũng chỉ tìm ra những cái hình ảnh trên thư viện của Creative Commons thôi các bạn nhé. Creative Commons là một cái loại giấy phép bản quyền miễn phí cho công chúng. Và khi mà chúng ta search cái hình ảnh trên này thì nó sẽ hiển thị ra các cái hình ảnh mà được cho phép miễn phí sử dụng, và nó cho người người khác sử dụng lại cái tác phẩm của mình. Chúng ta sẽ chọn bức hình ở đó và nhấn Insert. Và khi mà các bạn có muốn chèn một hình ảnh nào đó từ Internet thì bạn có thể là mở một trình duyệt web bất kỳ, bạn tìm kiếm hình ảnh, sau đó bạn sử dụng bạn chọn cái hình ảnh mà bạn muốn, sau đó nhấn vào mục chuột phải vào hình ảnh và chọn là sao chép hình ảnh. Sau đó chúng ta cũng dán vào cái vị trí mà bức hình ở đây. Thì chúng ta cũng có thể chèn hình ảnh vào trong Word nhé. Rồi, hoặc là khi mà trong những trường hợp mà bạn muốn nhanh chóng chèn những cái bức hình mà có chụp từ những cái giao diện cửa sổ ở trên màn hình máy tính văn bản á, vào cái văn bản của mình thì bạn sẽ sử dụng cái chức năng đó là screenshot. Trong chức năng này nó sẽ có sẵn khi mà các bạn ở dưới á, những cái ứng dụng nào đang mở nó sẽ có những cái hình ảnh ngay ở dưới và các bạn chỉ cần tích vào là nó chèn vô. Hoặc là bạn có thể tự chụp bằng cách là nhấn vào cái phần là screenshot nipping. Tại phần này bạn sẽ thấy con chuột thay đổi và bạn sẽ dê chuột tới cái vùng mà bạn muốn chụp. Rồi hình ảnh sẽ được tự chèn vào đây. Vâng, như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cái cách mà mình thực hiện là chèn hình ảnh vào trong file Word như thế nào rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà mình định dạng nó như thế nào nhé. Thì khi mà bạn chèn một cái hình ảnh vào một vào một cái vị trí bất kỳ ở trong cái file văn bản thì bức hình ở trên thanh menu, thanh ribbon đó, thì sẽ xuất hiện thêm một cái tab gọi là tab format. Nhất là chúng ta có thể là thay đổi cái kích thước của ảnh. Vậy để thay đổi kích thước của ảnh thì trong menu format chúng ta sẽ thấy cái nhóm lệnh là size, đúng không ạ? Đây, size thì các bạn sẽ thấy có cái phần là width và height ở đây. Thì tương ứng với là chúng ta có thể chỉnh sửa ngay lập tức ở đây. Chúng ta có thể chỉnh là tăng lên hoặc giảm xuống. Đó. Thì khi mà các bạn tăng lên giảm xuống như thế này nó sẽ đồng thời nó tăng lên theo chiều cả hai chiều là height và width. Ví dụ mình chỉnh thế này thì nó thay các bạn thấy nó thay đổi theo rồi đúng không ạ? Hoặc bạn có thể sử dụng cách là khi bạn chọn vào hình ảnh ạ, bạn sẽ thấy có các cái điểm chấm tròn màu trắng đó, xuất hiện ở bên bên cạnh. Thì khi mà mình có thể thực hiện là dùng chuột mình giãn ngay lập tức khi di chuyển tới các cái điểm, cái con chọc chuột nó sẽ thay đổi bằng cái mũi tên là hai chiều như này. Bạn có thể sử dụng co giãn này, bạn kéo vào thì nó sẽ thu nhỏ và kéo mở rộng ra thì nó sẽ phóng to. Thì khi này nó sẽ khi mà kéo vào góc
thì nó sẽ kéo theo tỷ lệ luôn các bạn nhé. Còn khi mà các bạn kéo một bên ở đây thôi á, thì nó sẽ co cái bức hình lại để nhìn cái bức hình của ta rất là xấu. Thì các bạn lưu ý những trong trường hợp như thế này nhé. Cái thứ hai nữa là chúng ta có thể xoay hình. Để xoay hình thì các bạn thấy là trên cái bức hình khi mà chọn vào nó sẽ có một cái xoay như ở chỗ này. Các bạn có thể xoay hình bằng cách nhấn vào nó dí liệt được trái và chúng ta xoay. Thì đó chính là cái bức hình là chúng ta sẽ được rồi. Một cái công cụ tiếp nào đó là cắt xén hình ảnh. Để thực hiện cắt xén hình ảnh thì các bạn sẽ nhấn vào bức hình, sau đó trên tab format này chúng ta sẽ chọn cái mục đó là crop, cũng theo nhóm lệnh size này luôn, thì các bạn sẽ chọn nhóm lệnh là crop. Đây các bạn sẽ nhìn thấy mình có thể cắt này. Đó, mình đã cắt một cái bức hình này rồi. Sau khi cắt xong, bạn muốn là cái bức hình của mình sẽ quay lại, mình không muốn là cắt như vậy, mình có thể là sử dụng các cái tổ hợp phím là Ctrl Z, phím Undo này đó, để quay về cái thao tác trước. Hoặc là mình có thể sử dụng cái tính năng là Reset Picture, đây là mình sẽ reset lại bức hình mình về cái nguyên bản nguyên sơ của nó khi mình chèn vào ban đầu. Nào, trong một cái phần cắt hình á, thì mình có thêm một cái phần đó là crop to shape. Ở đây mình có thể cắt các bức hình theo cái hình dáng mà mình muốn. Ví dụ đây mình cắt cái bức hình này và mình nhóm nó vào một cái shape trên trái tim. Thì các bạn sẽ thấy nó rất là đẹp đúng không ạ? Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách mà chúng ta có thể là định dạng cái bức hình của chúng ta theo các cái hình dạng khác nhau. Ví dụ như là chúng ta có thể chọn ở trong này, các bạn nhìn thấy ạ. Khi mà mình chọn này, bên cạnh đó thì mình có thể là dùng các tính năng khác như là Picture Border, có nghĩa là cái đường viền cho hình này. Các bạn sẽ chọn này, các bạn thấy khi mình chọn là bức hình có đường viền màu đỏ đúng không ạ? Sau đó chúng ta sẽ chọn là cái kiểu dạo độ dày của đường viền. Chúng ta có thể chọn kiểu đường viền. Đấy, các bạn có thể chọn ở đây. Ngoài ra mình cũng có thể là sử dụng cái tính năng là Picture Effect. Chúng ta có thể là tạo ra các cái hiệu ứng khác đối với hình ảnh. Như là shader là độ bóng, đúng không ạ? Reflection là cái độ phản chiếu. Glow là độ phát sáng. Sharp Edge là chúng ta sẽ điều chỉnh cái góc. Bevel là góc xiên và variation là chúng ta sẽ điều chỉnh cái bức hình theo kiểu là 3D. Đó, chúng ta sẽ chọn vào đây. Khi mà bạn chèn hình vào trong file Word thì bạn thấy là chúng ta di chuyển rất là khó đúng không ạ? Vậy thì để chúng ta di chuyển dễ hơn, hoặc là chúng ta tùy chỉnh các cái phần lựa chọn khác, thì bạn có thể là sử dụng cái công cụ đó là Warp Text, hoặc là chúng ta sử dụng là Position. Chúng ta thiết lập ngay các cái vị trí mà hình ảnh này sẽ nằm. Đó. Ví dụ như khi mà chúng ta chọn Position là cái vị trí, thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy đây là cái bức hình mà so với cái chữ xung quanh thì nó xuất hiện những cái vị trí nào ở trong trong cái văn bản ạ, thì là chúng ta sẽ chọn được ngay rồi. Hoặc là chúng ta sẽ chọn là Grab Text, thì mặc định khi mà các bạn chọn bức hình vào á, nó sẽ là ở chế độ là Inline with Text, có nghĩa là cái hình ảnh nó sẽ được nằm cùng với chữ trên một cái dòng đó. Ngoài ra thì chúng ta sẽ chọn là các thiết lập khác như là Square, Time hoặc là True, Top and Button gì đó. Chúng ta sẽ chọn, giả sử đây mình sẽ chọn là Square này. Khi mình chọn Square thì các bạn sẽ thấy là cái văn bản nó sẽ được nó sẽ nằm bao quanh hình ảnh đúng không ạ? Hoặc là mình cũng có, và lúc này thì các bạn thấy là cái hình ảnh của mình di chuyển nó rất là dễ rồi, mình có thể di chuyển ở cái vị trí ở trong văn bản nó dễ dàng hơn so với lúc ban đầu. Hoặc là chúng ta có thể chọn các chế độ như là Behind Text, là chúng ta cái hình ảnh nó sẽ nằm ở dưới, còn In Front of Text có nghĩa là chữ sẽ nằm ở dưới cái hình ảnh. Đó. Hoặc là chúng ta sẽ chọn ở chế độ là Edit Grab Point, chúng ta sẽ nhấn vào từng cái góc này để chúng ta chỉnh cái point, chỉnh cái góc này để cho mà cái chữ của chúng ta nó sẽ lùi vào so với cái hình như như các bạn sẽ nhìn thấy ở trên này.
Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là vào trong tab format này, các bạn có thể là chỉnh xoay, đúng không ạ? Xoay phải hoặc xoay trái một góc 90 độ, hoặc là chúng ta có thể lật lật bức hình nhé. Như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta có thể định trình và hình ảnh và chúng ta định dạng hình ảnh vào trong Word như thế nào rồi, và hy vọng video này sẽ giúp ích cho các bạn nhé. Xin chào tạm biệt.